Xin chào tất cả các bạn, mình là Luân. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để dán một miếng dán smartphone ngay tại nhà mà không bị bụi bột. Và sau đây, để thực hiện dán miếng dán màn hình ngay tại nhà các bạn cần những đạo cụ sau đây. Cái nhất, một chai xăng Zippo. Xăng Zippo này thì có thể bán ở ngoài thị trường, các bạn có thể tìm kiếm mua ở nơi nào gần nhất các nhà của các bạn ha. Cái thứ hai là một cái khăn. Cái khăn này là khăn mềm, nó giúp để mình lau màn hình của các bạn ấy. Đấy. Cái thứ ba là một cuộn băng keo giấy. Băng keo giấy này thì giúp các bạn có thể dán miếng dán này, bản xế này ra và mình chậm bụi trên màn hình. Lát nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn sau. Và cái quan trọng nhất là miếng dán cường lực. Đấy, mình đã chuẩn bị sẵn miếng dán cường lực. Loại này cũng là loại tương đối tốt. Ok, để thực hiện bước này ngay tại nhà thì các bạn cần thứ nhất là chuẩn bị một chai xăng ha. Bạn hãy chậm nó vào đây, chậm vài giọt thôi, đừng nhiều quá, hãy để phản quang của nó nhé. Bạn lau đều lên máy. Đấy, lau đều lên nhé. Nhìn thử xem nó có bị bụi bọt nữa không. Màn hình này có vài vết chày chứ không phải bị bụi nhé. Rồi, đây bạn hãy dùng một băng keo giấy. Đấy, gấp lại. Đấy, mình chậm bụi lên. Nhìn lại một lần nữa nhé. Rồi, họ lại một bên. Và tiếp theo là miếng dán cường lực. Trước khi dán thì mình nên nhìn thử xem máy còn miếng bụi nào được không. Rồi, để xem miếng cường lực nó có bị vấn đề gì không nhé. Mình soi kỹ miếng cường lực. Không bị bể, không cấn, không nổi bọt. Rồi, sau đây mình lột miếng dán này ra nhé. Rồi, cho nên đặt miếng dán này lên. Bạn hãy căn ở trên phía loa và cam trước với nút home. Đặt xuống, đặt đều ha, nhẹ nhàng. Rồi, anh biết đều, chạy đều vào này. Đấy, bạn lấy căn để lau. Rồi, lau vào. Và đây rồi, mình sẽ lấy một ít xăng Zippo lau lại cái màn hình. Tại vì máy bắn dán sẽ có vân tay của bạn, nhìn nó rất là mất thẩm mỹ. Rồi, sau đây mình lấy một cái khăn sạch khác, lau sơ qua. Và sau đây, nếu cái miếng dán của các bạn không được hoàn hảo và bị bụi bọt ha, thì mình cầm điện thoại lên, nhìn thử. Rồi, không phải mình chạm bụi, 1, 2, 3. Rồi, mình để nó xuống ha. Rồi, mình sẽ gỡ miếng dán cường lực smartphone của bạn ra. Gửi nhẹ nhàng thôi nha. Đừng chơi dài gửi bể nhé. Đấy. Miếng dán này là miếng dán Remax, rất là dẻo. Lần hồi rất là tốt. Các bạn có thể đến 24 giờ store để thể thực hiện miếng dán này để xem. Đấy, mình chạy bụi lên này. Rồi, chậm lại, lấy một miếng khác. Đấy, mình sẽ các bạn trở nên hoàn hảo ngay, không có tí bụi bột nào nữa ha. Rất là đẹp. Ok, vừa rồi mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cách để dán một miếng dán màn hình hoàn hảo nhất ngay tại nhà mà không bị bụi bột. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.